tập trước, Đậu và cha lựa tên sứ giả nước ngoài chạy vào cổng thành, nên hắn bắt giam cha Đậu cho bỏ tức. Đồng thời hắn cũng ra cho Đậu và nhà vua hai câu đố khác nhau, nhằm hạch sách nhà vua và trừng phạt cha Đậu. Câu đố của tên sứ giả quả thật là hiểm ác. Cháu hãy vững tin, cố gắng suy nghĩ xem có cách gì xỏ chỉ qua vỏ ốc. Chỉ cần như vậy là cha cháu sẽ sống. Cháu chưa nghĩ ra, cháu lo cho cha quá. Hay ngài làm cách nào cho cháu vào gặp cha một chút được không? Khó lắm, vì tên sứ giả đang để mắt đến việc này. Nhưng ta sẽ cố gắng lén đưa cháu vào. Các ngươi đi theo ta hỏi cung phạm nhân. Dạ. Cha ơi, là con đây. Cha có sao không cha? Sao con vào đây được? Quan cẩn thận kêu bọn lính đi chỗ khác cho con lẻn vào một chút. Con xin lỗi, làm cha phải chịu tội cho con. Đằng nào thì tên sứ giả cũng không muốn tha cho chúng ta. Còn câu đố của hắn, con đã nghĩ ra chưa? Con chưa nghĩ ra. Thôi con à, sống chết có số. Cha chỉ lo không ai chăm sóc dạy dỗ con. Cha không ăn cơm sao cha? Cơm tù toàn là cơm thiêu không à. Có cũng như không. Có cũng như không. Có cũng như không. Con trai, mau đi đi, kẻo bị bắt lại là nguy đó. Cha ơi, con sẽ bằng mọi cách đến cứu được cha. Không cần. Nếu con không nghĩ ra thì hãy trốn về làng, xin ở nhờ nhà bà hàng nước. Ráng học hành cho tốt, trở thành người tốt nha con. Cha thương con. Cha ơi, con thương cha lắm. Cháu nên ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu. Biết đâu sáng mai lại nghĩ ra được gì. Để cháu liều một phen nữa xem sao. Ngươi nghĩ thằng nhỏ có làm được không? Bệ hạ bình tĩnh chờ xem. Sứ giả đến. Bái kiến bệ hạ. Ngài cho gọi tôi nghĩa là ngài đã có lời giải. Đúng vậy. Nhưng trước đó có một người cũng muốn gặp sứ giả đây. Bé Đậu xin được ý kiến. Cho vào. Dạ. Bệ hạ vạn tuế, xin cho thần được ăn mặc theo cách sứ giả yêu cầu. Yêu cầu thế nào? Dạ thưa sứ giả, ngài nói không mặc áo nhưng cũng không được cởi trần. Tôi khoác lưới không phải áo nhưng cũng không cởi trần. Người nói không được cưỡi ngựa cũng không đi bộ, nên thần đứng trên chiếc xe do heo kéo, không cưỡi vật mà cũng không tự đi. Vậy còn lễ vật? Đây là lễ vật. Dạ thưa ngài, tôi không đem lễ vật nhưng cũng không đi không. Quả là thông minh. Thế nào ngài sứ giả? Đúng vậy thưa bệ hạ, đứa bé này đã giải được câu đố của thần. Thần giữ lời hứa. Người đâu, thả tên kia ra. Dạ. Con trai. Dạ. Nhưng thưa bệ hạ, vẫn còn câu đố vỏ ốc. Nếu bệ hạ không giải được thì phải thực hiện yêu cầu của thần. Ngài sứ giả muốn yêu cầu gì? Thần xin yêu cầu chém đầu ngay hai cha con này vì tội xem thường sứ giả đại quốc. Ngoài ra, từ nay nước của ngài phải tiến công thêm 1.000 xe vàng bạc, 300 vạn nhân công. Dạ thưa đức vua, thưa sứ giả, xin cho cháu được giải câu đố vỏ ốc này. Sứ giả thấy thế nào? Thần chỉ muốn biết điều kiện của cậu bé này, nếu giải được. Dạ thưa sứ giả, tôi chỉ muốn xin tha chết cho cha con tôi, và ngài phải giữ cống nẹp như trước kia. Lẽ nào ngài sứ giả lại sợ một đứa trẻ nhỏ hay sao? Xin nhà vua làm chứng. Dạ thưa bệ hạ, thần xin hát một bài. Tan tình tan tình tình tan, bắt con kiên càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy dây mà bưng, bên thời bôi mơ kiên mừng kiên sang, tan tình tan tình tình tan. Thế là thế nào? Dạ thưa bệ hạ và sứ giả, làm theo bài hát sẽ sâu được ngay.
Thế này đã đủ tài trí làm chủ con ốc của sứ giả rồi chứ? Hạ thần khâm phục, không còn gì để nói. Xin cho thần được cáo lui sớm để về triều phục mệnh với vua của hạ thần. Vậy sứ giả lên đường bảo trọng. Lần này cháu không những cứu được cha mà còn cứu quốc gia khỏi chuyện cống nạp. Ta có thể làm gì để thưởng cho cha con cháu? Bệ hạ, xin cho con giấy xác nhận để con trở về cho mọi người được an tâm ạ. Thôi được, trẫm sẽ chiều ý cháu, nhưng với một điều kiện. Ta sẽ phong cháu làm trạng nguyên, và bất cứ khi nào quốc gia cần đến, cháu phải về kinh bàn công việc góp sức với ta. Cháu thấy thế nào? Tuân lệnh bệ hạ. Kể từ đó, cậu bé thông minh được học hành đàng hoàng, phát huy tài năng của mình, hết lòng phụng sự cho đất nước.